thịt người dễ ăn ấy, đòi đánh gãy chân cái ông Sơn ấy, cái ông đưa tiền mà thịt mẹ ấy tao lấy tiền. Mẹ giờ đánh loại mong quá. Thịt mẹ giờ nó cứ lên viện nó làm cho. Thịt mẹ phù vẫn đi kiếm vẫn phải đẻ. Đánh người còn dễ. Thì con đấy nó tính nó kiểu vậy. Anh nhớ cái con Trang ấy, nó thuê Bluetooth ấy. Ừ. Nó chả đòi đi đánh nhà con ấy, đánh con ấy. Đánh người còn dễ. Nó thích là loại. Em bảo á, mẹ bọn này làm ăn cái kiểu đấy thì lỗ hà lại ra lỗ hổng thôi. Và bọn này làm ăn cái kiểu đấy thì chụp giật kiểu đấy thì lỗ hà nó ra lỗ hổng thôi. Nó kiểu nó không có đạo đức ấy. Hợp lắm. Mẹ mày đi với nhau một tí thì mắt trước mắt sau nó về bỏ vợ. Nói thì hay làm chẳng ra cái đéo gì. Nha cái con này.